Xin chào mừng quý vị khán giả, tôi đang đến với nhảy được trực tiếp tại sân bóng đá Gò Vấp Arena để theo dõi trận cầu sân bóng sân bảy trong buổi tối ngày hôm nay, ngày đầu tuần ngày thứ hai, 17/4/2023. Trận đấu của các thủ Falcon, họ sẽ thi đấu với trang phục của Argentina, sọc trắng xanh. Hiệp một trận sự có thành ở bên phía cánh trái trước màn nhỏ của quý vị. Trong khi đó cánh phải sẽ là trang phục thi đấu của đỏ đen của các thủ trận FC Trần Cổ. Tiếng còi cất lên và hiệp một của hai đội bóng chính thức được bắt đầu. Trận đấu gần đây nhất dành cho các thủ Falcon, Phú Lê cũng đã thi đấu cực kỳ xuất sắc và ghi những bàn thắng đáng chú ý trong trận đấu của mình. 4-2 dành cho các thủ Trần Cổ. Chuyền vào nào, đó là làm cú dứt điểm thẳng dành cho các thủ FC Trần Cổ. Bàn thắng đã đến dành cho trận đấu này và nó làm tình huống ghi bàn rất đẹp ở một hành lang cánh. Có rất nhiều giải pháp cho lòng Casemiro trong tình huống vừa rồi, anh hoàn toàn cũng có thể là tìm kiếm một đường chuyền căng ngang. Tuy nhiên chỉ là cầu thủ mang áo số 36 này lại làm tốt hơn thế. Đó là một cú đá thẳng, vẫn luôn là những pha đá bóng ở cánh phải quen thuộc. Xem ra thì cầu thủ FC Trần Cổ họ đang tập trung nhiều ở cánh này. Lại qua người, những đáng tiếc đồng đội ở bên trong đã di chuyển hơi sớm mất rồi. Cối, cú dứt điểm rất nguy hiểm. Đó là cú đá dành cho mang áo số 100 cũng được. Bóng lại chạm ép quay của cô sóc. Cả hai pha bóng xuống ở hành lang cánh đối diện cho. Quả trống là rất nhiều. Cối, quả ơi, không đánh trống nhưng cú dứt điểm không vào. Một đội khác đã hỗ trợ bọc lót và che chắn rất nhanh cho cú đá vừa rồi của đội tuyển bên phía FC Trần Cổ. Cú sút điểm từ đội của Hoài Dũng. Động lực dành cho số 2 của Phan Văn. Cánh trái vẫn toàn dành cho Phan Văn. Quả trống không vào. Một cú đá thẳng dành cho của Phan Văn. Những thủ thành của các thủ FC Trần Cổ cũng đã có vài vài người chính xác để cứu thua. Bánh Hà Lân đá quá sâu mất rồi. Đợt tấn công đã kết thúc dành cho các thủ Falcon. Chúng ta theo dõi này vào trước đó cú đá rất chất lượng. Tuy nhiên vẫn và đội bóng vội vàng của các bạn theo số 36 trong tình huống rồi. Cú đá thẳng rất nguy hiểm, tỷ số được các bạn là 1-1 dành cho các thủ Falcon. Cả hai bàn thắng của hai đội bóng đều có một kịch bản gần như tương tự nhau, đều là những cú đá rất bất ngờ từ hành lang cánh và lần này là cánh trái của sự trở lại của Phú Lê. Sau những điểm mà số 22 rơi sân để khắc phục những vấn đề của mình thì anh trở lại và mang đến hy vọng cho các thủ Falcon với bàn thắng vừa rồi. Nguy hiểm quá, vẫn còn. Rất bình tĩnh. Nhìn đó là một cú đá gần cú tay khi bóng này chạy ra ngoài. Dành cho cầu thủ con số của cao thủ FC Trần Cổ. Chủ yếu có hai cầu thủ đăng ký con số, đó là Văn Quang và Tấn Sang. Phú Lê. Quả trống cho Phú Lê. Dành cho cầu thủ mang áo số 22. Đó lại là một pha bóng nữa nhưng lần này Phú Lê đã xuất hiện ở trong trung lộ để thực hiện một động tác qua người trước khi xuyên bóng đánh bại được thủ thành của FC Trần Cổ. Quyết Hải Dương. Kiệt Đức. Chuyển rất tốt. Rất nhịp nhàng. 3-1 dành cho các thủ của Phan Văn và lần này là tiền đạo số 9 Mạnh Hà Lan. Hai bàn thắng đến liên tiếp và cũng là thời điểm khoảng thời gian rất ngắn mà cao của FC Trần Cổ để trở thành lời của VP xuống lên. Và bây giờ thì trạng thái cân bằng đã không còn nữa mà họ đang ở trong trạng thái bị dẫn trước và thậm chí là khoảng cách hai bàn với tỷ số 3-1 với cú lên dành cho các thủ Phan Văn. Cũng giống như đối phương, cao thủ của Trần Cổ cũng có một pha tấn công nét. Cũng là một pha bóng và sự xuất hiện bất ngờ của Nam Anthony cánh phải.
truyền vào một trạm. Có một số chung cho những quả dữ liệu thì bạn của cao của bên phía doanh nghiệp của đều là quả người rất tốt. Cú lệ lần này thì tiếng còi đã cất lên, pha bóng cú lệ trong tay cất còi và người đang bị đau đó là Phú Lê. Và đây là một cuộc ở trong phòng ngầm dành cho các thủ của Phan Vân. Cú đất lầm bóng ra ngoài trên chân Vanabi thì Mạnh Hạnh, Mạnh Hà Lan đã sửa bóng xa ra ngoài quá mạnh. Sau tình huống bèn vừa rồi, tỷ số vẫn đang giữ nguyên, vẫn là lợi thế 3-2 cho cao thủ của Phan Vân. Chuyền bóng hỏng của Damaturi và trao cơ hội cho các thủ phạt gần. Mạnh Hà Lan không vào, kịp cản phá bóng ra bằng chân của cầu thủ áo đỏ. Có rất nhiều những cơ hội dành cho Mạnh Hà Lan trong thời điểm hồi một của cú sút, ngay cả phòng. Uranovi hơi nhẹ và không thành công nhưng bóng bật ra. Cú đá lầm của Phú Lê và chúng ta sẽ định sẽ có một quả đá phạt góc dành cho các thủ phạt góc ở bên trái trong bối cảnh đang là cuối 11. Có rất nhiều những tình huống đáng chú ý trong hiệp đấu này và nó dành cho các phần đánh chặn dành cho cầu thủ Bạch Thiện số 4 Toriel, người mới góp mặt ở trong hiệp đấu này cũng là mặt lần đầu tiên trong trận đấu này của các pha cần. Mạnh Hà Lan, Phú Lê, cú đất lòng rất nguy hiểm của Phú Lê. Như vậy là tiếp tục là bàn thắng dành cho cầu thủ mang chiếc áo số 22. Phong độ rất ổn định dành cho cầu thủ này để nâng tỷ số lên 4-2 dành cho cao thủ của áo trắng xanh. Dù đã cố gắng để nhoài người nhưng vẫn không thể cứu thua của cầu thủ này bên phía cao thủ Eosinoco. Bật bóng nguy hiểm, cú đá ngay dành cho số 22, không tận dụng thành công của David Tuấn và người anh tỏ ra rất tiếc nuối, đó là Phú Lê. Chống mở cánh phải không vào. Cái lòng của Mạnh Hà Lan ngày hôm nay có vấn đề. Vừa rồi tiếp tục là một tình huống nữa mà anh đưa bóng vượt sang hàng. Đây cũng là cầu thủ đã bị bẹt trong hiệp 1. Dành cho thủ thành Lê Quốc và đó là bàn thắng dành cho cầu thủ mang chiếc áo số 22 David Tuấn, người đã rất nỗ lực ở trận đấu này. Một pha phối hợp của
thì anh vẫn chỉ có một bàn thắng duy nhất. Bạn rất xinh. Đây là pha bóng đáng tiếc của Mayerland. Bóng đi pha xử lý cầu hướng nhưng có phần hơi khó của Lê Quân dành cho đội đội, và tất nhiên là bắt bóng rồi. Đang với Tuấn cánh trái kìa, Nam Antony kìa, đó là Nam Antony. Tỷ số được rút ngắn còn 4-5 dành cho các cầu thủ của FC Trần Gỗ. Cú pha bóng cầu hướng tai hại của thủ thành Lê Quân và anh đã phải vào lưới nhà bóng lần thứ tư. Tuy nhiên đội đá vẫn còn rất nhiều điều phía trước và sự chuyển vận của các cầu thủ. Nam Antony. Vẫn là Nam Antony. Đường chuyền bờ cánh của Tô Đi Tèo, Phú Lê. Rất bình tĩnh phối hợp giữa Phú Lê và Kiệt Đức. Cuối cùng thì bàn thắng của Kiệt Đức được thiết lập. Và cái bàn để thiết lập lại trạng thái dẫn trước hai bàn, đó là 6-4 dành cho các cầu thủ của Phan Văn. Với bàn thắng của Sô Ê cũng đã giúp cho đội của chúng ta chạm đích với tổng số và những khán giả tương tác, trong đó có Quốc Quyền, Quân Huynh, anh Toàn Quyền hay là MC Bình Quân, những người anh em đồng nghiệp và cả những khán giả tuyệt vời tương tác trong buổi tối hôm nay. Và đặc biệt là hãy ủng hộ anh em ekip bằng cách bỏ ra 2 giây để follow fanpage. Và vừa rồi đã có bàn thắng nữa dành cho các cầu thủ của FC Trần Gỗ, đó là bàn thắng dành cho cầu thủ Mai Thiếu số 6 trong trận thi đấu, đó là Hưng. Rất gọn gàng trong trận đấu thứ hai. Chuyển tốt của Kevin, Tô Đi Tèo. Và lần này đó là một pha xử lý chính xác dành cho Mạnh Hà Lân. Tỷ số lần này là 7-5 dành cho các thủ Pha Cân. Quyết Hải Dương, quyết định đột phá của Quyết Hải Dương liệu có căng ngang? Mạnh Hà Lân chuyển sang cánh rất thoáng, Tô Đi Tèo. Như thủ thành của các cầu thủ bên phía FC Trần Gỗ vừa rồi cũng đã có một pha chọn vị trí cực kỳ xuất sắc. Và Sài Gòn có phần ngẫu hứng nguy hiểm. Có rất nhiều những khoảng trống nhưng cũng đá lại là khá hiền. Bây giờ thì Mạnh Hà Lân lại đang sống vai trò là một tiền đạo hòa bình bây giờ. Nhưng cũng đúng thôi, kết quả họ đã có được là nhiều trước đối thủ nhưng cú dứt điểm vào ngoài thì lại không được như vậy. Nó đã khiến cho hành tâm lý của cao thủ FC Trần Gỗ dựng lên từ cú đá của Kiệt Đức. Đào Vĩ Tuấn, pha xử lý rất gọn gàng dành cho số 22. Tuy nhiên đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu khi mà trọng tài cũng đã thổi còi để khép lại trận đấu giao hữu đầu tuần của các cầu thủ Pha Cần và các cầu thủ FC Trần Gỗ tại Copenhagen Arena trong buổi tối ngày hôm nay. Tình huống ghi bàn cuối cùng của trận đấu này về Đào Vĩ Tuấn từ cú đúp của anh, tuy nhiên vẫn chưa đủ để cho các cầu thủ FC Trần Gỗ ít nhất có một trận hòa. Tỷ số chung cuộc giành thắng 8-6 cho các thủ Pha Cân. Và cảm ơn đội bóng đã mang đến trận đấu ngày hôm nay, và cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau những trận đấu tiếp theo. Còn bây giờ tôi đại diện cùng anh em ekip chúng ta rugby thân ái chào tạm biệt.